Chiều nay ngày 24 tháng 3, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Phương Hằng, tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam do có hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Lúc 20 giờ tối nay, công an và viện kiểm sát khám xét nhà bà Hằng tại quận 3, hàng trăm cảnh sát cơ động cũng đã được huy động đến khu vực nhà bà Nguyễn Phương Hằng. Theo Công an thành phố Hồ Chí Minh, bà Nguyễn Phương Hằng, 51 tuổi, ngụ quận 3 thành phố Hồ Chí Minh, là tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam, bị bắt để điều tra về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân theo điều 331 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Viện kiểm sát nhân dân cung cấp đã phê chuẩn quyết định này. Đến 19 giờ tối nay, tại nhà riêng của bà Hằng ở đường Nguyễn Thông, quận 3, có rất đông phóng viên báo đài tới ghi nhận. Lúc 19 giờ 55 phút, cổng thông tin Công an thành phố Hồ Chí Minh thông báo bà Nguyễn Phương Hằng đã lợi dụng sức ảnh hưởng của bản thân, sử dụng chức năng của mạng xã hội trên Internet, tổ chức nhiều buổi phát trực tiếp nội dung thông tin không kiểm chứng liên quan đến đời tư của người khác, trong đó sử dụng những ngôn từ mang tính chất nhục mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác. Trước đó, ngày 11 tháng 3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành quyết định tạm quản xuất cảnh đối với bà Nguyễn Phương Hằng từ ngày 16 tháng 2 năm 2022 đến ngày 29 tháng 4 năm 2022 để phục vụ việc xác minh, điều tra đơn thư tố cáo.